Vâng. Thì em là Chu Ngọc Thủy ở lớp Java Web 15. Em làm đề tài là xây dựng website bán hàng online, bán giày online dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Đình Đại. Thì lý do em chọn đề tài này là giờ trong cái môi trường là phát triển của mạng Internet cộng với là cái việc dịch Covid thì cái nhu cầu mua hàng từ xa, mua hàng online nó rất là phát triển, cho nên là em chọn cái đề tài là xây dựng một cái web bán hàng online để có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy. Thì mục đích xây dựng là xây dựng được một kênh là bán hàng online, giới thiệu các sản phẩm với người dùng và có cả chăm sóc hỗ trợ khách hàng. Thì cái yêu cầu đầu tiên em đặt ra là xây dựng cái website trông nó có giao diện nó phải hiện đại, dễ sử dụng và có cả hỗ trợ đặt hàng trực tuyến và thanh toán online luôn cho khách hàng. Thì với cái website này thì các cái công nghệ em sử dụng thì với phần frontend thì nó là HTML, CSS thuần, JavaScript. Còn các công cụ hỗ trợ với backend thì em sử dụng Java Spring Boot, có jQuery, Ajax. Thế còn về phần chức năng của website thì em đưa ra một số chức năng chính, như là bên phần người dùng thì sẽ có chức năng là đăng nhập tài khoản, đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đi tới thanh toán. Thế còn bên phần admin thì cũng có đăng nhập, và bên đó có các hoạt động quản lý như là quản lý được sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý các cái tài khoản và như là thống kê một số những cái chi tiết của web. Thì cái phần hạn chế phát triển này thì em muốn nêu ra sau khi mà em đưa cái website, em cho em để mua cái website của mình. Thì đầu tiên là ở bên phần client thì đây là cái giao diện trang chủ của em, giao diện trang chủ về thì ở đây em có đưa ra một số các cái sản phẩm mới theo các cái danh mục như là của nam, nữ hay là trẻ em. Đấy, thì nó có các cái sản phẩm đây theo danh mục. Còn khi mà click từ đây thì cũng có thể vào xem được cái chi tiết của cái sản phẩm. Hoặc là nếu như mà muốn xem danh mục ở đây thì em có danh mục này chia theo các cái danh mục như vừa xong là nam, nữ với trẻ em. Thì ở đây em mới phát triển mục giày, còn về là quần áo hay là những cái phụ kiện ấy thì tạm thời là em chưa chưa thêm được. Thì ở đây thì của em khi mà click vào một sản phẩm thì nó sẽ ra thông tin của sản phẩm đó. Đây ở dưới đấy thì nó có thể gợi ý random một số các cái sản phẩm, nó có thể random một số các cái sản phẩm theo cái danh mục, theo cùng với cái danh mục với cái sản phẩm này, nó gợi ý hiểu bạn có thể xem những cái sản phẩm này. Thì khi mà mình ưng cái sản phẩm này rồi thì mình có thể thêm nó vào giỏ hàng. Thì khi mà thêm thì đấy, thế bây giờ em thử thêm một sản phẩm nữa. Sau khi thêm vào giỏ hàng xong thì khách hàng có thể vào giỏ hàng điều chỉnh được cái số lượng mua hàng ở đây. Điều chỉnh ở đây, còn hoặc có thể là nếu không không muốn mua nữa thì họ có thể bỏ bớt đi ở trong giỏ hàng, thì cái số lượng ở đây nó sẽ thay đổi, tiền nó sẽ thay đổi theo. Và nếu mà sau khi mà người mua có thể chọn các cái sản phẩm thỏa thích xong rồi thì họ có thể đi đến giỏ hàng họ thanh toán. Thì em làm ở đây là khi mà khách hàng thanh toán thì sẽ bắt họ phải đăng nhập, tức là họ phải có tài khoản. Thì để cái mục đích của em làm thế là để là cái mục thanh toán thì em muốn làm nó giống Shopee, tức là khách hàng đặt thì cái thông tin của khách hàng nó sẽ được gắn theo cái tài khoản đăng nhập. Thế còn cái người nhận hàng hay là cái số nhận hàng, tức là người ta có thể mua mua cho người khác ấy, thì đã lúc đấy người ta mới điền vào là cái người nhận, người ta có thể điền người nhận. Thì cái vấn đề này cũng không không có gì nhiều, bởi vì là với khách hàng thì em có lưu các thông tin của khách hàng theo theo tài khoản, cho nên là mình sẽ luôn luôn có thể kiểm soát được là cái việc mua hàng đấy nó không bị khai khống.
Thì ở đây em có hai hình thức thanh toán, là đầu tiên là hình thức thanh toán khi nhận hàng thì nó cũng như bình thường, thì khi mà ấn thanh toán thì nó sẽ link đến cái trang đơn hàng. Sẽ link đến trang đơn hàng này, người ta cho người ta xem lại cái đơn hàng của mình, hay là cái này gọi là cái hóa đơn. Còn hình thức thanh toán thứ hai thì ở đây em sẽ phải làm lại một cái bill khác. Thì ở đây hình thức thanh toán thứ hai của em có thì là thanh toán qua ví Zalo Pay. Thanh toán qua ví Zalo Pay thì đây thì nó sẽ link sang một cái quét mã. Thì đợi cái này phải đợi em chút, em quét trên điện thoại. Khoảng cái app Zalo Pay này nó phải xử lý mất khoảng độ 30 giây. Đấy là khi mà nếu mà em xác nhận giao dịch trên app Zalo Pay xong thì đã, nó sẽ lại link về cái trang trang xuất hiện xuất cái hóa đơn như lúc nãy, tương tự như lúc lúc nãy. Và nếu mà click đây thì sẽ về trang chủ. Còn về chức năng này thì chức năng đăng nhập thì người dùng có thể đăng nhập luôn, như ví dụ em có tài khoản Trang Đào sẵn ở đây rồi thì đăng nhập thì nó sẽ vào luôn. Còn nếu mà người dùng chưa có tài khoản thì người dùng có thể đăng nhập mới, hoặc người tự dùng có thể đăng ký tài khoản mới. Ở đây em sẽ đăng ký thử một tài khoản là khi đăng ký thành công xong thì nó sẽ đăng nhập cho cái người này luôn. Còn về phần liên hệ thì em có sử dụng cái plugin của Facebook mà có thể chat với cái fanpage, thì cái này em mới chỉ làm chat fanpage. Ví dụ như đây em sử dụng luôn cái tài khoản Facebook của mình thì em có thể là ở bên cái fanpage Facebook ấy, nó sẽ có cái tin nhắn của cái người đến đây. Anh chị Shop shop mà có nhắn lại thì shop có nhắn lại thì đây thì có thể là đây thì nó hiện hiện cái thông thông tin ở đây. Đó. Đấy là bên phần khách hàng. Thế còn bên giao diện admin thì ở đây khi đăng ký vào thì đầu tiên muốn nói về cái phần đơn hàng, thì khi mà khách hàng đặt hàng ấy thì phải giao, cho nên là ở đây nó sẽ hiện cái đơn hàng ở dưới dạng là đơn hàng đang giao, tức là chưa giao đến đây. Thì ở đây người quản trị có thể xem được cái đơn hàng là nó gồm những cái sản phẩm gì, thông tin của người nhận, địa chỉ nhận hàng đấy, và có các cái mã này. Thì khi mà hàng giao đến rồi, khách hàng confirm lại với shop hoặc là với shipper, và shipper nói lại thì mình có thể là chuyển cái đơn hàng này. Khi em ấn ship thì nó sẽ chuyển sang cái đơn hàng đã giao. Ở đây thì ví dụ em thử cái đơn hàng với mã 36134 này, cho nó ship đi. Thì về phần bên đơn hàng đã giao nó sẽ hiện cái mã này như 36134 đây đấy. Thì ở đây thì cũng vẫn xem được thì cái trạng thái nó chuyển thành đã giao hàng rồi. Thế còn ở ở bên trang admin này thì còn có một số các cái hoạt động quản lý cơ bản nữa, như là quản lý danh sách hàng hóa. Thì ở đây em có danh sách hàng hóa, em có thể sửa sửa cái sản phẩm này. Thì em có thể sửa cái sản phẩm này.
tên của nó các thứ. Đây, em sửa thử cái giá đi, của nó thành 2 triệu cho nó dễ nhìn. Thì khi mà sửa xong mà em load lại cái quản lý hàng hóa ở đây thì cái sản phẩm nó sẽ sửa thành 2 triệu đấy. Hoặc là em cũng có thể xóa cái sản phẩm này đi, em xóa một số cái sản phẩm nó đây đi, ví dụ như em xóa cái sản phẩm này đi thì cái sản phẩm đấy ở đây nó sẽ không hiện được cái phần nữ này nếu mà reload lại. Thì cái sản phẩm đấy nó sẽ không 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 hiện ở cái homepage này nữa. Xóa chưa nhỉ? À xóa. Xóa rồi. Ờ, cái này chắc là có đấy rồi, cái này nó bị à. Em thử chạy local. Có xóa không? Vì bình thường em chạy local thì nó xóa nhưng mà em đẩy sang cái VPS nên nó hơi cái này chắc là có nó có lỗi gì đấy rồi, em đang xóa không được cái sản phẩm này rồi. Thì em sẽ chỉnh lại sau, hay còn về chỉnh sửa thì cũng xong rồi, hoặc là thêm mặt hàng thì cái này em cũng vẫn thêm được cái mặt hàng vào, ví dụ như là đây em chỉ thêm thử. Thì khi mà thêm hàng thành công thì nó sẽ vào đây đấy, thì cái thêm này thì nó hoàn toàn là nó chạy được thôi. Và khi em thêm vào thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái mặt hàng mới này ở đây đó. Thế còn về mặt quản lý tài khoản thì ở đây em có tài khoản quản lý user, thì cái quyền admin này nó có thể sửa được các cái thông tin, thậm chí là kiểu sửa được cả 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 mật khẩu cho user, nếu user kiểu người dùng người ta liên hệ người ta muốn sửa hoặc là sửa thông tin. Thì còn admin ở đây em đang đăng ký với cái admin 1 này thì nó có quyền là quyền quyền chủ, cho nên là nó có quyền là thêm admin. Thế còn nếu như em đăng ký với cái tài khoản admin 2 thì nó sẽ không có cái quyền đấy. Đây em thử đăng ký quyền admin 2 thì nó sẽ không có quyền đấy, nó không có quyền sửa các thứ. Nó chỉ có cái một cái tài khoản admin đấy, coi như là cái khoản tài khoản chủ có quyền sửa các thứ và thêm tài khoản admin. Và cũng chỉ duy nhất admin đấy là coi như em là người chủ shop thì em có thể quản lý được cái phần đấy. Thế còn cái phần cuối cùng là cái phần thống kê, thì ở đây em có thống kê được các cái đơn trong ngày, ví dụ như là đơn được tạo trong ngày thì nó đã giao hay chưa, thì tính luôn cái doanh thu theo những cái đơn mà đã giao rồi, cái doanh thu theo tháng ở đây thì tính, hoặc là cái doanh thu em có thể lấy theo khoảng thời gian theo ngày, ví dụ em lấy từ tháng từ ngày mùng 1 tháng 10 cho đến ngày hiện tại là ngày 29 tháng 10 thì nó sẽ ra các cái hóa đơn, nó sẽ ra các cái mã đơn hàng ngày tạo và tổng doanh thu của tất cả cái mã đơn hàng này thôi. Thì với cái trang web này của em thì em sau khi thực nghiệm xong thì em thấy là em làm được đủ các cái chức năng cơ bản của một cái web bán hàng online. Tuy nhiên là cũng có nhiều những chức năng em chưa thể phát triển được, ví dụ như là về cái phần user tự chỉnh sửa được cái thông tin cá nhân của mình, hay là cái banner này cũng chưa, là banner tĩnh cũng chưa thể thay được, hoặc là như là việc chọn size giày, các cái mục danh mục khác em cũng chưa thêm sản phẩm. Thế còn những cái thiếu sót đấy cũng là cái hướng phát triển tiếp của cái website của em. Em có thể phát triển nó hoàn thành đầy đủ tất cả các cái chức năng, đồng thời như là thêm nhiều những cái chức năng khác như là có thể liên hệ, gửi mail cho khách hàng khi mà người ta
đăng ký tài khoản hoặc là người ta mua hàng xong thì người ta không muốn xem cái bill của mình ở trong cái quản lý tài khoản thì người ta có thể xem người ta có thể xem mail để confirm. Hoặc là như bên quản lý thì cũng có nhiều thứ có thể quản lý hơn, như là ví dụ như cái việc thay đổi banner hoặc là thêm các cái category khác. Thì đấy là cái website của em, là cái bài trình bày của em về cái website này, thì đến đây là hết. Rồi, cảm ơn Thủy. Thế mọi Vâng. người thấy bài của Thủy thế nào? Có ai có nhận xét gì không? Chị thường các bạn nhận xét trước nào. Rồi Thắng đi xem nào. Thắng còn ở đây không?